Ngày 22 tháng 3 năm 2022, tập đoàn Novaland tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án NovaWorld Mũi Né Marina City. Dự án có quy mô 700 hectare được phát triển là tổ hợp đô thị và nghỉ dưỡng biển Hòn Dơm. Dự án NovaWorld Mũi Né Marina City phát triển tại thủ phủ Resort Phan Thiết cùng với các dự án NovaWorld Phan Thiết NovaHill Mũi Né. Đang hoàn thiện tại đây kỳ vọng sẽ mang đến hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng của Novaland tại đây, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Tọa lạc tại trên cung đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam với bờ biển trải dài và trong xanh, khí hậu trong lành. Là nơi kết nối các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Phan Thiết, thủ phủ du lịch Việt Nam và khu vực. NovaWorld Mũi Né Marina City được kỳ vọng là viên ngọc sáng tại khu vực, thúc đẩy du lịch Phan Thiết Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung cất cánh vươn tầm quốc tế. Khu đô thị Marina City Mũi Né sẽ được phát triển với rất nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, thể thao giải trí độc đáo và đẳng cấp theo mô hình Integrated Resort, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp đa chức năng cùng hệ sinh thái giải trí, vui chơi. Dịch vụ thương mại của NovaWorld Nova Group, quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh dự án NovaWorld Mũi Né 0909 910884. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com. Like và chia sẻ để chúng tôi phát triển hơn nhé.